Xin chào mọi người, bây giờ là buổi trưa tại Sài Gòn và thật sự là mình có một clip cực kỳ hay ngày hôm nay. Đáng lẽ là buổi sáng nay thì mình và Chris Devil Gamer đã quay một clip bóng đá với nhau, nhưng mà hôm qua mình đi quay chương trình của mình đến tận 6 giờ sáng mình mới về hết trại các bạn nhé. Sau đó mình hỏi Chris là hay là anh em mình đi quay luôn thì anh sẽ không ngủ đi quay luôn thì được, nhưng mà Chris bảo là thôi anh nghỉ đi không mệt lắm, thế là quyết định ngủ một giấc. Bây giờ trưa hai anh em sẽ gặp nhau các bạn nhé, và các bạn cùng chờ xem chúng mình sẽ làm gì ngày hôm nay nhá. Lúc nãy thì mình để đồng hồ lúc 11:30, nhưng mà cái quái này là 12:30 mới dậy được các bạn ạ, đúng là kiểu mệt quá ấy. Bạn biết không, tại vì nhá, cái chương trình mình quay thì họ báo là quay từ 5 giờ sáng, đến 5 giờ là xong thôi em. Thì mình định nghĩ là 5 giờ chiều là xong, ai ngờ là từ 5 giờ sáng hôm nay đến 5 giờ sáng hôm sau các bạn nhá, mà cũng tận 6 giờ sáng mới về được khách sạn. Thật sự là mình bây giờ vẫn rất là buồn ngủ luôn này, nhưng mà thôi không sao, bây bắt xe để đi nhá, để cùng chờ đón. Và đừng quên là bấm like cho mình, ok. Rồi, chúng ta bắt đầu lên đường nhé. Từ đây qua chỗ đấy bao nhiêu phút này? 15 phút rồi, vâng. Bây giờ mình bắt đầu di chuyển các bạn nhé. Mình vừa hỏi taxi thì anh nói là từ đây qua đấy mất khoảng 15 phút các bạn. Bây giờ là 1 giờ 10 phút. Mình hẹn với Chris là lúc 1 giờ rưỡi các bạn nhé. Như vậy là thời gian chắc sẽ qua kịp thôi. Lúc này Hồ Chí Minh trời rất là nắng nóng các bạn thấy không, đường rất là nắng luôn, cực kỳ nóng. Khu mình ở đây là khu quận 7 các bạn nhé. Rất là may là nhà Chris cũng ở quận 7 luôn, nên là hai anh em hẹn nhau cũng khá là dễ ngày hôm nay. Như vậy là Chris báo là Chris vừa đến các bạn nhé. Đấy các bạn thấy không, em tới rồi đây, tức là đến trước 7 phút luôn đấy. Và bây giờ thì mình cũng gần đến nơi rồi. Theo như chị Google trên này báo thì là cách Chris 5 phút các bạn ạ, theo cái chỉ đường map ở đây. Như vậy là mình đã đến nơi rồi, nhưng mà mình vẫn chưa thấy Chris đâu. Nói là 436 nhưng đây là 436 rồi, mà không biết là quán nào các bạn ạ, tại vì có mấy 436 cơ. À kia rồi. Ở kia có Evin kìa. À ủn hụt này. Ủn hụt. Mình sẽ ra chôn Evin. Wow. Không? Không phải, anh cứ tưởng là cái quán ở dưới kia cơ. Nó cũng như 436, hoặc là ở đây. Yeah. Đâu? Hôm nay fan mà hù à? Trời ơi. Đây rồi. Hello người anh em. Yes. Ăn gì đây? Trời ơi. Có ăn thì không đi à? Anh Thi anh nghĩ xa quá. Với cả buổi sáng ông ấy 6 giờ dậy, xong rồi cũng ngủ quên mẹ luôn. Tại vì hôm qua đấy, ông ấy qua chỗ anh để kia quay ấy, đợi đến 3 giờ sáng ông ấy mệt quá. Hôm ông về ngủ trước xong rồi có gì sáng dậy được qua, cuối cùng không dậy được. Rồi rồi, bây giờ ăn nha. Bây giờ là cuộc thi uống nước của anh Chris và anh Phúc. Ai uống hết chai nước trước thì người đó thắng. Mình thắng được gì, sẽ được gì? Được gì? Mình thua thì được gì? Người thắng sẽ được trả tiền kèo này. Thế thì có khi mọi người tổ chết chai nước này các bạn ạ. Xem nào. Người nào thắng được gì? Có ý kiến gì không? Người coi phim có khi nói lắm mà, giới thiệu nói nhiều lắm mà. Xong đây im lặng ấy. Tư suy. Nghe tư suy đi. Vâng, cho bạn ý 5 giây suy nghĩ. Chưa nghĩ ra? Chưa luôn. Rồi, sau một hồi suy nghĩ thì người thua sẽ bị người thắng búng tay nha. Người thua tài sẽ... Người thắng búng lỗ tai. Người thua sẽ bị người thắng búng tay hay là người thắng sẽ bị người thua búng tay? Người thua sẽ bị người thắng búng tay. Ok. Rồi, tức là người thắng được quyền búng tay đúng không? Dạ. Ok. Rồi. Đếm đi. 3, 2, 1, bắt đầu. Chưa hết. Và người chiến thắng của chúng ta là anh Chris Devil Gamer. Chưa hết luôn này. Rồi. Không phải. Mà sao cậu hút được bạn? Nó không đủ cái này lên. Lúc mình hút rồi. Mình tự hút hết rồi mà không hút được. Đấy, bởi em mới không hút cùng hết. Xong rồi, thì lúc mà chút chưa hết, ông để số này mình đi ạ. Trên ra rồi, cái lúc không để số mình uống tu luôn thì mình thắng rồi. Đây là cái chiến thuật rồi. Lừa đảo. Rồi, má uống xong no mẹ rồi, về luôn coi. Chụp quán là tính tiền đi, tính tiền cho ba em ba chai nước. Ok.
Đây, ông đây nhá. Đây các bạn ơi, vừa tặng quà xong rồi bụng nhẹ thôi, vừa mới tặng quà này, cắt từng này. Đấy. Thôi, quà cáo để sao? Dừng như đồ ăn xong đã rồi thì mình muốn suy nghĩ thêm. Biết đâu mình lại quên đi những cái gì mình đang muốn làm. Quay qua đồ ăn rất là ngon luôn. Quay ăn đến mai chết. À, chúng ta bây giờ sẽ được ăn cẩm thực các bạn nhé. Chúng ta sẽ thức cẩm thực. Món ăn rất là ngon. Rồi. Một lần nhá. Một lần thôi. Cũng chưa tính nhá, cũng chưa đập thôi nhá. Đúng không? Cho anh không được rút ra. Anh không rút ra. Anh mới để nguyên đầu nhá. Ok, ok. Em muốn lại đây. Ok. Hai rưỡi. Chín chín. Thôi anh lên. Ok rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới chuyên mục ăn uống nha. Đây là món gì? Chris thì cho mọi người món này món gì không? Em không biết luôn. Không nha, không biết. Đây các bạn. Spicy curry chấm đen. Karemi smoky. Oh hell yes, Sài Gòn. Oh hell. Oh hell thịt heo đúng không? Memphis thì bay. Đây có món Memphis thì bay này. Cái món này là ngày xưa đá ở MU đúng không? Đúng rồi, nhưng mà đá kém quá bị được bán đi. Thịt rồi, nước thịt, phi ăn thịt rồi. Như vậy là đi bay đang thịt. Ngày mai chúng ta sẽ có bài thịt ngày hôm nay. Ok. Ok, như vậy là đã ăn xong rồi và còn thừa khá nhiều bởi vì thanh niên này hôm nay ăn hơi ít, đang giảm béo. Có rồi nơi nó thấy quay video mới giảm rồi. À, về nhà nó ăn riêng. À, đây là mang hết đề cho Nhiên đúng không? Rồi, à, các bạn được không? Thật ra là tại vì xong thi uống nước xong là mình cả Chris là no hết rồi. No không thể, không ăn được luôn. Thế là từ nãy giờ toàn thanh niên này ăn. Bây giờ mang về nốt, ăn nốt. Rồi. Đây là ai nhỉ? Yeah. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi tiếp các bạn. Sau quả này thì sẽ đi Vũng Tàu các bạn nhé. Hôm nay ngày rất là mệt luôn. Bây giờ thì tối các bạn nhé. Và bây giờ mình đợi xe đây. Đây là có một chiếc xe sẽ đưa mình đi Vũng Tàu bây giờ. Chắc đi mất 2 tiếng để Vũng Tàu các bạn nhé. Một chiếc limousine. Bây giờ mình đang có mặt ở chỗ khu vực Nguyễn Văn Trỗi Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng chờ đợi xe tụi đi tiếp nhé. Lúc nãy thì trong lúc sau khi ăn thì mình có đi làm một cái vấn đề cho Phan Văn Đức nữa. Nhưng vấn đề gì thì tí nữa mình kể sau cho các bạn nhé. Một vấn đề khá là thú vị, khá là gian nan cho cầu thủ chúng ta. Các bạn ơi, xe vừa mới đi được khoảng tầm 2-3 cây thì bắt đầu thủng lốp xe các bạn ạ. Đấy, các bạn đã đi limousine mà thủng lốp xe này, quá đáng lòng luôn. Trời ơi. Thì xa kia tòa nhà mà các bạn thấy không, tòa nhà cây tre mà cao 81 tầng ấy, landmark 81 tầng cực kỳ đẹp luôn. Ngắm cảnh một tí vậy các bạn ơi. Ô tô ở trên kia là người đi lùi vào đây, bởi vì sao? Nếu mà đi kia rất là nguy hiểm. Tại vì cái xe nó không đèn nên nếu mà sau ai đâm vào cái xe đấy thôi là rất là nguy hiểm luôn. Bắt tài xế của chúng mình đi lùi ra xa cái xe này một chút là đi như đây, cách khoảng tầm 40m rồi các bạn. Thật sự là quá đáng lòng luôn. Rồi, như vậy là mình đến nơi các bạn nhé. Đây là khách sạn. Khách sạn đây là Nolis Hotel. Lúc này bây giờ là 10 giờ 15 phút rồi các bạn. Thế là mình đã có hành trình rất là lâu, mất khoảng tầm hơn 3 tiếng đến đây. Bởi vì vừa xong thì xe gặp nhiều sự cố quá. Hết thủng lốp xong rồi lại đi mấy chục mét sau lại bị công an bắt. Thế là cuối cùng quá là mệt luôn. Bây giờ đến được. Wow, bây giờ vào check in nhé các bạn nhé. Trông ở phía ngoài cũng vẻ khá đẹp. Như vậy là vừa rời khách sạn thì bây giờ chúng mình sẽ có một chút trải nghiệm tại đây, sẽ ăn thử một chút đồ ở đây nhé, xem là ở Vũng Tàu thì đồ ăn ra sao. Đây là anh chị mình ở bên VTV. Sao đang gì đây? Đang quay. Đang quay. Anh quay pin để trai chúng ta. Đây là bạn mình. Đây là admin của rất là đây hội cứng quá là không làm tiết lộ.
Nhưng mà nói chung là hội này nó mạnh ngang khá bảnh các bạn ạ, không kém khá bảnh đâu. Ở đây này các bạn thấy không, có rất là nhiều các con ngon ốc bồng tay. Đây là ốc bồng tay các bạn nhé. Bên này thì có mấy con ui, con này con cá gì các bạn ạ, mình chưa ăn con cá này bao giờ, không biết là cá gì, nhìn trông rất là thơm ngon. Ở đây rất tươi sống các bạn nhé, có gì nó đều đang bơi hết, rồi sẽ bắt ra cho mình ăn luôn. Đây còn có con này con bề bề hay sao, nếu mình đoán không nhầm là con bề bề, có biết là con bề bề không, trông rất là dễ thương luôn. Đây là tôm hùm, tôm hùm nhưng mà như vậy hơi bé các bạn không, mấy chú tôm hùm mình có vẻ hơi bé một chút nhưng mà cũng rất là dễ thương. Tí nữa các chú ấy sẽ chuyển biến thành màu vàng, màu đỏ rực rỡ và sẽ bị bóc vỏ ra ăn các bạn ạ. Ở đây còn có rất là nhiều các con ngao xào ốc hến rất to nữa. Thôi chém gió tí thôi, bây giờ mình sẽ ăn đã, ăn xong một tí nữa về mình sẽ kể tiếp cho các bạn nhé.